Farithong Active, sức mạnh giành chiến thắng. Khuyết điểm thì có lẽ con hay quạo, mắc mớ gì quạo. Mấy bạn nhận xét con là khó tính mà con thấy cũng không khó lắm. Tự nhiên quạo hả? Không có tự nhiên, khi mà ai làm cái gì đó mà không có vừa ý hay là cái gì đó thì mới quạo. Dạ đúng rồi. Chú không ai làm gì chú cũng tự quạo. Dạ. Rồi khi đói quá quạo. Đúng rồi. Con có hút thuốc nhiều không? Ít hả chú? Còn gì nữa? Nhớ tới đó rồi. Nhớ tới đó. Rồi. Điểm mạnh là gì? Điểm mạnh thì con tự nhận xét con là người có chí cầu tiến. Dạ, tâm lý biết quan tâm người khác. Tốt. Dạ. Rồi, con nói về mình đi. Dạ, điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con kiểm soát cảm xúc tốt. Ví dụ như là nóng giận hay gì đó thì lúc đó con có thể là kiềm chế được cảm xúc mình. Ngoài ra thì con là người là dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những cái gì mà hay về truyền thống thì con sẽ lưu giữ, con thích như vậy. Ví dụ như là Tết hay gì đó, những dịp đặc biệt thì con thích mặc áo dài. Dạ. Con vừa là người mà cập nhật mà cũng vừa là người gìn giữ đúng dạ. không? Rồi. Khuyết điểm của con là khó bắt chuyện với lại người khác. Ngày sinh hoạt bình thường á thì con hay đi trễ xíu, nó một cuộc hẹn này con hay đi trễ xíu. Có giờ dây thun chút đỉnh ha. Dạ, rồi không sao. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ con có chính thức là 2 mối tình. Dạ. Cái mối tình mà dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm rồi. Lý do chia tay? Con muốn có sự ổn định và cả hai luôn. Xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định. Nhưng mà thì bạn đó thì chưa có đủ cái yêu cầu đó. Cũng ổn nhưng mà đối với con thì con muốn nhiều hơn một chút nữa. Rồi hiểu rồi. Rồi còn đường tình duyên của nhà trai thì sao? Chính thức thì con có một mối tình từ thời cấp 3 chú. Cũng đâu đó 8 năm. Nhưng mà tại sao mình lại chia tay? Bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên. Xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn, nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay. Sắp tới thì chúng ta bước đến một mối tình mới, chúng ta cần sự quan tâm nhiều hơn nữa. Đó là những cái thiếu sót mà cần bổ sung vào. Bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ. Theo con. Dạ. Ngoại hình thì chiều cao thì cũng tầm khoảng trên 1m6 là được. Dư sức. Sao chú biết? Chú biết, chú nghe hơi gió chú biết. Nãy đi gió nó cản á. Gió nó cản nhiều lắm không biết. Cân nặng thì cũng cân đối thôi. Cũng cái gì cũng vừa phải, đừng người to ít có mập lắm con, đừng lo. Cái gì cũng vừa phải, đừng có to quá, đừng có nhỏ quá, không có gì, cái gì. Theo cái tình hình bên đây á, thì cái sự đòi hỏi của bạn gái tương đối là cao. Con đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống gia đình chưa? Có nhà chưa? Hay là như thế nào? Trước tiên thì công việc của con cũng có thể gọi là tạm thời ổn định rồi. Nhưng mà nhà cửa thì đang trong quá trình tích lũy. 28 tuổi tôi còn chưa có xe máy đi nữa đó. 29 tôi bắt đầu mới có xe đạp. Cái chuyện 30 đó 30 là... bắt đầu xe máy. 31 xe ô tô. Tùy theo à? Bên tôi là vô chừng. Chưa gì đòi hỏi, hỏi có nhà xe cái hơi việc là chưa? Tùy theo đối tượng. Ví dụ như là tôi muốn hỏi tôi hỏi còn không kiếm ai sinh ra lớn lên có xe có nhà hết. Ủa mắc cười quá. Phấn đấu ta có, nhiều khi có vợ rồi từ từ ta có. Ai tuổi không có cái xe máy? Nãy nói đó 29 xe đạp, chưa có xe, 30 bắt đầu đi xe đạp. Thành ra là cái chuyện xe là chuyện không quan trọng, nhà không quan trọng, quan trọng là yêu nhau. Ăn thua cái người đó có phấn đấu hay không? Ví dụ như hai hai mươi con. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất á, là nhà con thì ở thành phố. Dạ. Bạn ở Nhân Trạch Đồng Nai, con tính làm sao? Con mong là bạn đó có ý chí cố gắng. Bạn này có là thấy cái định hướng tương lai cho sau này. Đó. Thì dạ. Chút xíu con hỏi nha, anh có định hướng không? Anh tính là bằng chú Quyền Linh là có xe hơi chưa, hay là chú Quyền Linh 31 mới có xe hơi, còn anh 29 anh có xe hơi cho tôi, tức là năm sau đó con hiểu không? Làm gì nhanh vậy? Ủa chứ làm sao? Làm mà mối khó vậy? Khó chứ sao? Từ từ mới có chứ. Tùy tôi. Ủa tôi đẹp tôi có quyền. Trời ơi. Ủa bên gia đình tôi đẹp tôi có quyền đúng không con? Trời ơi cái câu này câu cửa miệng của tất cả mọi người tôi mà. Tôi mở rào tôi đi về luôn à? Thử đi, ông bước qua sát tôi ông đi về. Làm mà mối khó cho tôi coi mắt nhà gái xíu coi. Con cười nụ cười tỏa nắng dạ, cho cô. Dạ, tôi chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con gái xinh đẹp ha. Dạ. Rất là dễ thương, cao rồi nha. Một người vừa biết bảo tồn, vừa biết cập nhật. Không muốn tìm người yêu thế nào? Vẻ bề ngoài thì con thích là bạn trai cao trên 1m7. Mặt mũi cũng sáng láng xíu. Sáng luôn. Cũng nụ cười tỏa nắng xíu. Cũng tỏa luôn. Nhưng lúc mưa nó không có tỏa nổi thôi. Body thì con thích là bạn chơi thể thao. Tại con thích không cần phải 6 múi đâu, nhưng mà con thích là người chơi thể thao. Không người... cần chơi thể thao, nhìn thôi chắc chắn luôn. Con mong là bạn đó cũng có công việc ổn định. Như là con là có rồi đó. Dạ, bạn có định hướng cho tương lai sau này của cả hai. Cố gắng thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt.
bôi hết mà làm lại từ đầu là rất lâu, bởi vì con hiểu không đó, cho nên có những cái là mình phải sẻ chia, mình phải thông cảm, mình phải đối diện với nó và từ từ mình sẽ giải quyết để làm sao để nó tốt nhất cho hai đứa thôi. Dạ. Đúng không? Ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Bên này đi với ai vậy? Dạ con đi với sếp với bạn đồng nghiệp. Con sếp. Sếp với người Hàn Quốc quá vậy? Ồ, tôi là người Đài Loan. À dạ, anh có hiểu không? Nãy giờ anh có hiểu không? Hiểu chút chút thôi. Tâm là người hiền. Hiền. Là làm việc cũng cố gắng nhiều hơn. Thank you sếp nha. Em nói tiếp về về Tâm một chút xíu để cho bạn gái yên tâm về. Dạ anh Tâm thì em thấy ảnh là một người có như là cầu tiến, cái gì anh cũng có thể làm được. Anh ơi, chị hôm nay thì em không có ý kiến gì, chị dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Dạ. Sếp thấy hôm nay phèo len không? Đẹp. Đẹp hả? Phèo len à? Đẹp. Ừ, quá trời đẹp luôn. Dễ thương. Nhà gái đi với ai? Dạ con đi với lại ba mẹ và bản thân của con. À, có ba mẹ đây, có là Tâm rồi. Xin mến chào hai MC dễ thương xinh đẹp. Thế thì về nhận xét về con tôi ý, thì coi như cháu nó cũng vui vẻ, hiền lành, chăm chỉ, cũng rất là có hiếu với cha mẹ. Rồi còn ba thế, thấy bạn này sao? Còn cháu Tâm này thì bác thấy thì cháu cũng cao giáo, khá đẹp trai. Nói chung là công ăn việc làm thì cũng ổn định, cũng khỏe mạnh, đúng không? Thì coi như là có cái thì cái khoảng cách thì nó cũng hơi xa một tí, đúng không? Về cái chuyện mà hút thuốc thì cố gắng bỏ được càng tốt. Về các mặt như cháu giới thiệu thì coi như bác cũng có cảm tình. Con và cháu tới đây thì cũng là cái cơ hội, cái duyên gặp gỡ nhau như thế này. Nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn. Xin chúc mọi người sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn chú. Như vậy là tốt rồi. Yeah. Mình mở rào thôi ha. Mở rào. Dạ, chào anh. Em có món quà cũng tặng anh. Nó rối tới chiều luôn, không biết trao quà sao luôn đó. Ừ. Dạ, em cảm ơn. Còn đây là cây bút. Dạ. Em hy vọng là sau này mình có thể dùng cây bút này để đi lên phường ký cái tên. Em cũng có món quà tặng anh, đây là cái cây kim tiền. Thì anh để ở nơi làm việc của anh hay là ở chỗ anh đang ở. Để cho thoải mái. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Anh có cảm nhận gì về em? Cảm nhận đầu tiên thì em rất là xinh, cao ráo. Dạ. Hồi nãy em nói là em làm trong bệnh viện truyền máu huyết học, em làm ở khoa nào? Em làm nhân viên văn phòng, em đang công tác tại phòng vật tư trên thiết bị. Em có thấy mấy cái máy nước uống trong đó không? Mấy máy nước uống trong đó anh bán á, bên anh bán á. À, là anh chuyên cung cấp cái máy nước uống. Đúng là rồi. Cho mọi nơi luôn đúng không? Đúng rồi, bệnh viện, trường học nữa. Anh là kỹ thuật viên luôn đúng không ạ? Đúng hay rồi. Là dạ, tính cách của anh là anh nói là hồi nãy anh hơi nóng tính hả? Thỉnh thoảng hay quạo thôi chứ không nóng lắm. Quạo đúng lý do không ạ? Hay là đúng, phải đúng lý do mới quạo được. Quạo không phải là đập phá hay gì, im lặng luôn. Lúc mà không vừa ý cái gì là im lặng luôn, không nói chuyện nữa. Dạ. Con thấy chú Quyền Linh tuyệt vời không? Dạ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Vậy đó mà chú Quyền Linh là không ai chọc ông cũng quạo nữa. Con đừng lo, cái quạo nó không có lại gì hết trơn. Ừ. Chú đói chú quạo. Thấy ai ăn không mời chú cũng quạo. Em có thích đi du lịch không? Dạ sở thích của em là đi du lịch, đi ăn uống. Nói chung là có thời gian thì em lúc nào cũng thích đi hết. Dạ. Nhưng mà thời gian của em có nhiều không? Cuối tuần thì em có thể dành thời gian nhiều hơn là cho gia đình, bạn bè gì đó. Còn anh thì sao ạ? Anh thì cũng dễ lắm, có yêu cầu là đi thôi. Có quen nhau á thì anh định hướng như thế nào cho cuộc sống sau này của cả hai? Cuộc sống hả? Nếu mà cuộc sống thì chỗ nào thuận tiện thì mình ở thôi. Anh cũng mong muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Ở đâu cũng được, miễn là nơi đó là nơi phát triển. Em cảm thấy là anh đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của em? Về ngoại hình thì em cũng thấy là cũng ổn mà. Quan trọng đối với em là tính cách và cái sự ổn định sau này. Hai đứa đã giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái thế nào. Hát tặng một bài hát nào đó để mình trao nhau cảm xúc ban đầu để xem điện trong người nó có chạy vòng vòng hay không. Điện con nhỏ chạy luôn rồi chú ơi. Điện chạy thôi. Chạy luôn rồi. Tắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Tay anh lạnh khách. Tắm hai tay luôn. Đang rung.
nắm hai tay đừng có ngại đó. Đúng rồi, chúng ta đang hỗ trợ về trao nhau những cảm xúc ban đầu. Đó, hát tặng Thuyên bài gì đi. Anh thì anh hát hơi dở, nhưng mà anh cũng có một chuẩn bị một bài, nhưng mà hy vọng là sau khi anh hát xong em vẫn còn đứng đây. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Có, người dấu yêu có mơ về anh kìa con. Mỗi đứa có 30 giây để nói một câu nào đó, chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy nói bằng cả trái tim của mình nha. Phải nói. Chắc nó đứng tới sáng quá. Dạ. Thì hôm nay đến chương trình này anh cũng mong là em có thể là cho chúng ta một cơ hội để có thể sau này tiến xa hơn. Em cũng đồng ý. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chúng ta đã trao đổi cùng nghe góp ý của người thân. Đã đến lúc chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình bằng một nút bấm. Nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động thật sự, mình hãy bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu không, chúng ta để nút bấm cho người khác nha. Thật ra các bạn phải sống thật với suy nghĩ của mình nha. Rồi, 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Em hãy nói một chút lý do. Em rất là xinh đẹp nhưng mà cảm giác không phải là yêu cho nên là không có bấm. Em bấm là tại vì em muốn là mình cứ nói chuyện là bạn cũng được, ban đầu là bạn, để tìm hiểu, để biết nhau nhiều hơn. Sau đoạn cuối cùng em vẫn nói là hãy cho nhau cơ hội, cô gái đồng ý. Dạ, tại vì khi mà về tới cái vị trí cái ghế thì con lại có cảm giác khác. Giá như đừng nói là chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Dạ. Thì anh nghĩ rằng cô gái cũng sẽ không bấm nút đâu. Dạ. Thôi, một thay đổi rất nhanh. Thôi, đó là cảm xúc của mọi người. Rồi, chúc các bạn sớm hạnh phúc.